Tyrian nè, Tyrian, rồi Phenon nè, rồi Lycerol nè. Bước đầu tiên phải nhớ từng thằng công thức cấu tạo của nó, rồi khúc thử nè, đúng không? Khúc thử. Rồi thứ nhất nhớ tên của từng thằng, không nhớ được coi như xong bài này bó tay. Được chưa? Thứ nhất phải biết được đây là gì. Đây có vòng benzen nè, có C nè, hai gạch đó. Được chưa? Hàng này nè, có liên kết đôi thì nhớ đến hàng an gì? Henneken đó, uống phải có bạn có đôi đó. Thấy chưa? Tiếp đột phenol nè, khỏi nhớ, khỏi suy nghĩ gì, phenol là dùng cái gì liền? Bơ, dung dịch bơ rơm đó. Không được, ghi kiểu vậy để người ta biết được đặc điểm. Rồi ghi kiểu kia, rồi chút lại ghi kiểu kia khi nào mà làm cái bài toán này nè, cái bài toán này mới ghi kiểu kia, nó mới bạn mới biết. Đúng rồi, bài toán là bạn phải ghi cái kiểu gọn như thế này, bạn mới tính được M lớn. Còn cái này khuyên ghi kiểu này cho nó nhớ. Hằng ly Sài Gòn là C mấy? C3H5OH, tất cả 3 lần. Còn viết gọn là gì? C3H8O3. Đó, có đâu. Bốn cái thằng này, xin lỗi, ba thằng này, nhận biết nào trước? Thích thằng nào cũng được, nhưng đặc trưng riêng của từng thằng. Kiếm đặc trưng riêng của từng thằng, bắt đầu là đánh số nha. Bạn muốn làm thằng nào trước quyền của mình, nhưng phải có đặc trưng riêng. Rồi, thằng nào có đặc trưng riêng mà bạn thấy, bạn nhìn vô bạn biết liền rồi, lụm trước. Nào, 1, 2, 3, chọn. 1 cũng được, 2 cũng được, 3 cũng được, chọn cái nào thôi. Chọn 1 đúng không? Thì cộng với dung dịch bờ. Đó, xong, dung dịch bờ rơm. Thì thằng này làm mất màu bờ, dung dịch bờ rơm. Nhưng thằng này có điểm không? Cộng với dung dịch bờ rơm có điểm gì không? Kết cổ màu trắng. Và hai cái thằng này có khác nhau không? Thấy có khác nhau không? Này mất màu bờ rơm, này kết cổ màu trắng. Khác thì được quyền. Còn nếu hai thằng này giống nhau hiện tượng là không được. Thằng này có phản ứng không? Không. Vậy thằng này nhận biết chưa? Rồi. Thằng này nhận biết chưa? Rồi. Vậy thằng này khỏi cần nhận biết. Xong, viết phương trình ra. Rồi bắt đầu viết phương trình. Thì muốn viết kiểu nào? Viết chữ. Viết chữ hả? Viết chữ mà C6H5 gì đó hả? Ồ, hơi chua đó. Viết như vậy là... Chỉ tùy vài cái mới ghi cái vòng thôi. Cái nào viết chữ được. Rồi, muốn sao tùy tâm mà. Mệt quá. Này, tôi viết chữ nè, nhìn kỹ. C6H5 gạch C gạch C22. Ghi vậy đúng không? Cô bạn ghi vậy đúng không? Cô con là tùy cái mới ghi chữ. Rồi, hiểu. Cái này ghi cái này kiểu này cũng được. Được chưa? Cái nào mà không biết ghi kiểu này thì làm ơn cộng bờ rơm. Rồi, bắt đầu chẻ ra. Dục nè, chẻ hai bên. Bờ rơm, viết y chang. Cứ nhìn vô viết y chang C6H5 gạch C gạch 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 bờ rơm rồi mới điền H. Thằng H là sau cùng nghe chị. Được chưa? Tiếp thằng này. Phenol muốn gì? Muốn gọn hay là vòng tròn? Rồi, vòng gọn đúng không? C6H5OH cộng bờ rơm. Sai nè. Đọc. C6H5 sai, thấy chưa? Lộn. Lấy, tại vì bạn phải biết nó lấy H ở trong đây nè. Lấy H ở vị trí 2 4 6 đó, đó, bởi khổ vậy đó. Mày đó, nó gắn vô vị trí số 2, số 4, số 6, mất mấy H? 3H, dục 3H đi. 2, bờ rơm mấy? 3. Ủa là sao? Liên kết vào vị trí số 2 đúng không? Số 4 đúng không? Số 6 đúng không? Vậy em cầm mấy, bỏ mấy H? 3. Vậy điền bao nhiêu bờ rơm? 3. 3, nhìn vô đây, mấy H? Bỏ 3H đi. Còn 2. Hiểu. Điền bờ rơm 3 vô. 3 thêm OH. Thấy chưa? Nó khổ là vậy đó.
rồi cộng gì, hát bờ rơm thêm số 3